Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với nhà của Oanh, cuộc sống ở Úc. Thì tiếp nói cho video bữa trước á, thì video hôm nay mình sẽ đi thăm thác nước ha. Thì trên đường đi thì Oanh cũng quay những cái cảnh làng quê cho cả nhà xem luôn. Ở bên Úc á, thì nó biển có, rừng có, núi có. Nói chung á, là cảnh vật rất là đẹp. Cả nhà thấy phía trước của mình là nguyên một dải núi ha. Trời thì xanh ha, có mây trôi bồng bềnh, hai bên thì cỏ xanh mướt luôn. Tại vì mùa hè năm nay trời mưa rất là nhiều, đồng cỏ lúc nào nó cũng xanh mơn mởn cả nhà. Ở đây thì là người ta nuôi bò rất là nhiều luôn. Anh đâu con biết không? Henry Sophie mới ngủ dậy. Cô chú hiện tại thì bây giờ là mình đang ở thác nước cả nhà. Thác nước tên là cái gì nhở? Ở thác nước. Bây giờ mình sẽ đi vô ha. Vô coi thác nước như thế nào ha. Ok, mommy get out, mommy get you out. Là sầm. Sophie mà quậy quá rồi nè. Bà mới ngủ dậy mà bà quậy quá, đi xuống, mày ngậm xuống. Con thăm nhau nha. Đi, good boy. The car come nha. Bà đóng cửa nè, chờ để đi lại. What? No, today is not really sunny. You go put a ticket on. Okay. We walked in there before. Mình sẽ đi vô đây cả nha. Mommy here. Để thì đi phía trước. Rồi. Ở đây là miễn phí nha cả nhà, mình không có cần mua vé. Nói chung là bên này ít khi nào mua vé lắm. Bà đi với bà mà bà rồi carry me. Là ba nó ẩm cả nhà. Nó không chịu đi bộ. Lần trước cả nhà Oanh đi đây là Sophie nó còn có tí xíu à. Sophie lúc đó là chưa được 1 tuổi nữa. Nó mới tập đi thôi. Đi vô đây mà. Trời. Thôi các bạn Sophie quá la ơn xong. Sao mới chưa được chứ. Đó là... Wow, water. Đó, mình sẽ đi bộ vô trong này để vô cái chậu thác nước. Bạn lẽ xuống đi bộ. Sao con? Oh, that's the little one. We go the big one, okay? Con biết cái đâu không? Chỗ này con đi rồi, con nhớ không? What? Can we come here last summer or not? Yeah. There's no water. We come here last summer, no water. Lúc đó Henry, Sophie còn nhỏ xíu à, nay Sophie nó bự chà bá rồi. Nè, đi bộ vô tí xíu à. Đây waterfall đây nè cả nhà, cái thác nước thôi, nói chung là nó chỉ là cái thác nước thôi chứ không đi. Khác ở Việt Nam á, là bên này những cái khu mà về thiên nhiên như thế này á, thì con người sẽ không có khai thác gì quá nhiều. Nếu như ở Việt Nam á, thì mình có thể là đứng ở dưới suối, mình có thể là đụng nước suối.
thì ở đây thì nó nguy hiểm hơn cả nhà, cho nên nó là mình không có lại và chạm vô được. Nếu mà ai mà muốn đi xuống phía dưới á thì nó cũng sẽ có một cái đường đi sâu vào bên trong nhưng mà rất là xa luôn, cho nên là đa phần là mình chỉ nhìn ở phía ngoài thôi. Còn ở đây là cái dòng chảy của con suối nè, cái dòng thượng nguồn của nó mình chỉ nhìn ở trên này thôi. Ai mà muốn đi dạo rừng á thì có thể ven theo con đường đi sâu vào bên trong nữa. Nhà quanh thì có con nít cho nên là quanh chỉ nhìn ở phía ngoài, nhìn thấy tháp chỗ mà gần nhất thôi và sau đó đi về. Sophie đi lúc nào bà cũng nhảy nhót hết trơn á. Thì ở trong đây nó có một cái chỗ gọi là người ta sẽ ướp xác những cái con chim rồi những cái con động vật mà sống ở trong này nè, nhưng mà nó bị chết á thì người ta sẽ đem về và người ta sẽ ướp lại và làm thành những con chim giả như thế này nè, để cho mọi người tham quan, mọi người có thể nhìn thấy nó. Face mask away, they get stuck around their neck and the fishing line and the bee, see that? They put the bee on. They with the bee holders and they the all that sort of thing they choke and they die from. That's why that's what the green should be. Thì hành trình của gia đình Quang á chắc là hôm nay sẽ là kết thúc tại đây. Bây giờ là mình sẽ đi về nhà và ngủ một giấc. Sau đó là Quang sẽ phải thức dậy và học bài thi quốc tịch. Tại vì ngày mai là Quang phải thi quốc tịch Úc rồi. Bài thì mới học có phần nữa, chưa có học hết. Mà đi chơi đã rồi, bây giờ phải về nhà thi học bài thi. Thôi bye bye cả nhà nha, tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ gia đình Quang. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.